Chào mọi người nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thứ hai hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi tô màu thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Thank you.
Vậy là mình để tô màu xong nha các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi tô màu thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Thật lớn khiến cho bộ động tác bị đẩy ra ngoài.
Bây giờ mình lấy tôm xong thôi.